Hello, mình quê mến chào chú anh chị các bạn. Nay mình quê ra đồng quay mới cày chở mì. Đây hai con chú mới cày nó bị lúng. Bây giờ trời cũng mưa. Đó. Mưa là nó bây giờ trời chú mới cày kia ra vô kéo phụ. Đó, nó đang vô nè. Đây nó đang vô. Quay hùng vô. Nó rút mưa luôn, thấy rồi đó, mưa gió bão bùng qua quay luôn. Nó quẹo xuống. Trời mưa rồi nha cô chú anh chị các bạn ơi. Vô vô con. Vô giải cứu. Hôm nay là lịch sử luôn á, đi quay mấy cày bị đang ở ngoài đồng mà bị mưa. Vì mà áo mưa vừa quay luôn. Người ta còn làm là mình còn quay. Đây. Đây, gặp em nó rồi, đây, em nó đây. Đó. Đúc đít vô. Đây, trời mưa nè, cả nhà xem là nó... Thấy không? Nó mưa quay luôn. Thông cảm cô chú anh chị các bạn, giờ vừa mưa vừa che vừa quay á, rồi chuẩn bị lên đó, lên lên 825 lên, chuẩn bị xuất phát. Đây em nó ở sau nè. Rồi lên. Mưa lớn là xong luôn á, nghỉ quay luôn á. Đây mưa. Lúng cái mọt dưới hả? Mỏi tay quá.
vừa cầm vừa che lại cái mỏi tay quá. Đó, nó gị lên rồi, cái mọt nó bị lún rồi các bạn ơi. Đó. Giờ đau. Giờ đau hả gì ạ? Giờ đau lên hả? Mưa quá đi xuống được. Đó. Mọi người thấy cực khổ không mọi người? Mọi người nhớ ủng hộ hai anh em nha. Đó. Có biết ai không? Có biết ai không? Đó. Giờ đi quay mấy cày mà bị mất mưa đó vậy nè. Đó. Xèn đất cơi. Cuộc sống lên anh ơi. Đây luôn. Lấy tay ra chơi đây luôn hả? Hả? Lấy cái bọc, nãy đưa cái bọc đó. Đây giờ thêm chiếc nữa. Thêm chiếc của anh Hòa nữa. Đó, anh Hòa lùm xuống. Giờ mới phụ lên. xuống luôn vui quá cả nhà ơi. Xem cho vui. Đó. Nhớ bấm đăng ký và chia sẻ cho người khác cùng xem nha. Để mình quay có động lực để ra ruộng là đó. Đó. Ừ, nó chạy sình lên cuối luôn. Thêm rồi. Tới đây nó lúng cái mọt tờ Z dưới nha các bạn, của anh Sơn dưới á. Đó. Rất là khó khăn, mưa nó ướt bấy không à. Bóp đèn lên. Quay qua chiếc sau nha các bạn ơi. Xe của Hòa là dẫn đầu. Lên nha, lên. Nè, xe của Hòa nè, đó. 2, 3, lôi qua chiếc sau. Lên. Thâu dây. Mưa quá. Đó, cô chú chị các bạn thấy đang mưa nha. Đó, quay đang vừa cầm vừa quay vừa che máy nha các bạn. Vừa déo có lung lắc hay gì cô chú chị các bạn thông cảm nha. Nè đó, thấy không? Vô lên qua kéo qua nè. Vô các bạn, vô.
dây, giục dây. Nè, đây mời tôi chết. Vừa quay vừa lấy cái bọc che cái máy nha các bạn. Wow, nước dính vô luôn rồi. Đi quay cực khổ đi, chạy xe cực khổ rồi, không muốn không. Rồi. Rồi. 825. Bạn 825 không? Ồ 825 này có sơn lại hả gì ta? Ừ. Nữa. Nãy nó đứt cái nó vuột cái cục dây. Giờ quà nó bật lại. Rồi tôi biết. Mà nữa tính tới nó cứ vợ chắc là anh em phải đi đó, đó là phải 5 ngày 5 đêm luôn á, tại vì nó nhiệt tình với anh em quá mà. Chẳng anh em đẹp quá mà. Chẳng nào phải đi nó làm cái gì luôn, chẳng nào cũng có nó hả? Năm ngày sau có bông hồng, năm ngày sau có bông hồng á. Đừng gửi nó coi rồi chuyện giật rồi, quay sau không quay trước. Ừ, giờ quay trước đi, quay sau đi. Rồi lên. Rồi thẳng dây rồi. 1, 2, 3, lên. Lên các bạn, lên. Đứt dây nữa rồi, ôi, ôi. Dây nữa rồi. Đứt hay là, đứt hay là trên. Đứt hay là vụt rồi ta. Đứng ngay kiến lửa luôn kìa. Cái này chắc quay đẹp lắm nè. Mỗi tay quá. Mỗi tay quá. Quay được thấy đâu. Được chứ. Mỗi tay quá, mỗi tay. Quay, quay, quay. Ông kính ướt luôn rồi. Đó. Giờ phải vô mấy cái nút thôi. Đây. Đây phải dễ dàng thôi. Đó, mà được khi sáng như ta. Anh em biết dạ quá. Dạ thiệt. Cảnh này không có gặp được đâu. Vừa trời mưa nữa phải không? Quá bất quả. Bây giờ 11 giờ đêm rồi. Giờ đó, giờ đang đây còn chắc cú rồi. Mỏi tay quá các bạn ơi. Nước tràn bờ đây. Nước trên cái bọc cũng đổ xuống. Đứng chỗ nào cho an toàn thôi. Đủ mà để đi. Hồi nó rớt rớt cái bụng hay không luôn. Đứng chỗ nào đi. Có nước ở trên bờ. Rồi nó lúng cái mọt nè các bạn. Đó. Cái con sơn đó. Tiếp tục là cái mọt nữa. Đây. Nhiều quá. Đó. Bạn biết ai không? Rồi nó hư cái móc hay gì rồi. Ai làm là làm hả? Đó, ai làm là dễ chịu lắm, ngồi xe vậy đó. Đó. Một lên. Kẹp đi rồi. Xích nó bị kẹt như vậy các bạn ơi. Đứt gì xích luôn à. Đó. Ủa xích đứt hai khúc ra luôn. Ồ đứt gì xích luôn rồi. Bị ghê thật chứ.
Mà lấy cộng dây xích khác hay gì á. Chờ tháo dây xích khác ra. Cộng dây xích này nó đứt rồi. Lấy cái xích ra. Không phải nè. Đó, bây giờ cột vô cộng xích này nó bị đứt rồi. Bên đây nè. Rồi xong. Ở sau là cột xong rồi nha các bạn. Đó anh Trân vừa lên rồi. Rồi còn có nguồn xích của quà nữa. Lên con nha, chính lần này lên nha. Vỗ tay quá. Giờ mưa quá các bạn ơi, càng mưa càng ngày càng lớn rồi. Giờ quay phim thì không quay được gì hết. Lên 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 cái nữa rồi, đúng rồi. Lên. Về lại. Lên nha con. Lên các bạn ơi. Mỏi tay quá rồi. Vừa quay một tay vừa che mưa nữa. Trời ơi. Ghi hình rồi cố gắng ghi hình lại cho thật là đẹp lên cho cô chú anh chị các bạn xem cho nó vui. Cô chú anh chị các bạn nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ cho người khác cùng xem nha. Để ủng hộ kênh hai anh em để có động lực ra ruộng quay tiếp nha. Đây đây, đó chuẩn bị. Tất cả chuẩn bị rồi. Xếp này lên chưa? Rồi, bắt đầu vô các bạn ơi. Thẳng xếp ra rồi, thẳng ra rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89,